Dàn nâng điện luôn, không dây luôn. Đây là cho được GS vào nhà, cho được bắt lên vào nhà một cách kỳ đơn giản. Sờ. Cái này là tự anh thiết kế hay là... Anh thiết kế rồi, thợ vi công luôn. Thật là thú vị. Rất hay các bạn. Thế anh mới đưa xe vào nhà. Vâng. Em đang em vừa lấy là em đang tự hỏi là anh cho xe vào nhà kiểu gì. Bởi vì thứ nhất là cái hè này cao mà cái đoạn này nó rất là hẹp. Đấy mà nếu mà anh để cái cầu đây anh